chào cả nhà nha. Hôm nay em múc băng cá lóc nướng cuốn với bún và rau sống cho cả nhà nhé. Em mời cả nhà ăn cùng em nha. Topping như là em có cá, bún và đậu chiên nhé cả nhà. Đậu hũ chiên. Cá tươi nên là nó hơi thịt nó vẫn dai nhé cả nhà. Em mời cả nhà nha. Ngậm mồm. Ngon quá. Rất thơm. Thơm của mùi cá nướng này. Cùng với đậu chiên à. Và mùi thơm của các loại rau nữa. Nó quyện vào. Quá ngon. Này. Nướng xong cá ra trời mưa. Chuẩn bị mưa to luôn đấy cả nhà. Quá ngon rồi.
Cả nhà ơi, video của em đến đây đã kết thúc rồi. Em cảm ơn cả nhà theo dõi video của em nha. Mọi người yêu quý em thì cho em một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.